Em cũng trải qua ba mối tình. Mối tình đầu tiên là hồi em đi học đại học, là cũng kéo dài 4 năm. Mối tình thứ hai cũng 4 năm. Số 4 có vẻ hợp với em quá vậy. Còn mối tình thứ ba thì thực ra cũng chỉ mới quen được một thời gian ngắn thôi. Thì thông qua cái mối tình đó em cũng mong muốn tìm một người bạn trai của em bù lại những cái gì đã qua. Rồi, thế bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em mong muốn tìm một người bạn trai cao chưa hơn em là được rồi. Người đó phải giàu có về mặt tình cảm, giàu về sức khỏe và giàu về ý chí. Giàu có về tình cảm thì là chị nghĩ là anh này có. Giàu có mà về sức khỏe thì trời ơi, ta ba mẹ người ta làm trong ngành y không à, là quá khỏe rồi. Nhiều khi anh này còn giàu có về kinh tế nữa đó. Cái đó là một cái vấn đề cũng rất là quan trọng. Đôi lúc nhiều khi có những cái nó chưa được, nhưng mà tiền nó được thì thôi kệ, nó cũng du di nó qua hết em. Ví dụ giờ yêu nhau nè, muốn đi này chị nói nghiêm túc, ai chửi tôi chịu. Bây giờ mình muốn đi chơi để tìm hiểu nè, muốn đi du lịch nè, nói vậy đó mà giờ không có tiền lấy đâu đi, đúng không? Cơm lo ngày ba bữa chưa xong thì làm sao có cái thời gian để mà lãng mạn, để mà thư giãn, để mà tập trung, để tìm hiểu được. Yêu cầu của em sao, bạn gái như thế nào? Ngoại hình thì cũng chỉ cần dễ nhìn thôi, không cần quá xinh đẹp, bởi vì nhan sắc thì của người nữ thì chỉ có trong thời thanh xuân. Em tên là Phạm Đình Hưng, hiện nay em là giáo viên kiêm thêm công tác đoàn ở bên trường học cơ sở Nguyễn Huệ, quận 4. Với tính cách của em rất là năng động, hòa đồng, vui vẻ, và đặc biệt là em rất là thấu hiểu bạn nữ. Em cũng có một cái năng khiếu, đó là em hát rất hay, nên là nếu chương trình cho phép thì em xin được hát ở đây như một lời hò hẹn với bạn nữ bên kia. Rồi, trước khi hát thì cũng phải giới thiệu rõ ràng ngày tháng nào, năm sinh nào, quê quán nữa chứ, đúng không? Ok, thì em sinh vào ngày 29 tháng 1 1990. Quê em ở Tiền Giang. Chị rất cần biết là Tiền Giang thì gạo trắng nước trong. Và ai đi đến đó thì lòng không muốn về. Rồi, hay quá. Nhưng mà trước khi hát thì cũng phải biết mình đang hát cho ai nghe nữa chứ. Mình phải hỏi bạn gái bên kia tên gì. Rồi, mời em gái giới thiệu. Em chào chị Cát Tường. Em chào anh bên kia và xin chào mọi người. Em tên là Trần Thị Hải Vân. Em sinh năm 1993. Em ở Gia Lai. Hiện tại thì em đang làm ở Sài Gòn. Em ở quận 6. Em đang là nhân viên văn phòng ạ. Bây giờ em đã sẵn sàng để nghe anh ấy gửi tặng mình bài hát chưa nè? Dạ rồi. Rồi, mời em trai. Em hay hỏi anh, gần anh yêu em nhiều không? Anh chẳng biết trả lời thế nào để đúng với cảm xúc trong anh. Khi anh nhìn em là anh biết em cứ cực anh, là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phải. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Và đôi khi anh khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đấng, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Dù có nói bao điều, hạnh phúc trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Một buổi trò chuyện rất là phấn khởi đúng không em? Thế như vậy là tâm trạng ta thấy cảm thấy là vui rồi. Đã cho nhau những cái năng lượng rất là tích cực cho một cái ngày mới đúng không ạ? Rồi, cảm ơn em, một bài hát rất là đặc biệt, rất là hay ha. Ủa nãy em nói em làm thầy giáo đúng không ạ? Dạ. Em dạy môn gì? Dạ, em dạy môn lịch sử của cấp 2 và dạy khối 6, 7 ạ. Chắc thầy giáo vô lớp cũng hay hát cho học trò nghe lắm phải không? Dạ, thưa chị, sự yêu đời sẽ giúp cha tự tin hơn trong cuộc sống. Điều đó cũng sẽ giúp cho học sinh sẽ ngày càng có sự phấn khởi hơn trong công việc, trong học tập của mình hàng ngày. Rồi, vậy thì em nghĩ điểm mạnh và điểm yếu của em là cái gì? Điểm mạnh của em đó chính là sự hòa đồng, sự tự tin, sự năng động, và hơn hết đó là sự thấu cảm đối với đối phương. Và điểm yếu của mình đó là do em một số cái công việc, vừa là công tác chuyên môn đó là dạy môn lịch sử, bên cạnh đó em còn dạy thêm là còn làm công tác tác đoàn. Thế thì em lâu lâu thì em cũng nhiều việc để mà khó sắp xếp một cách hoàn hảo nhất. Tuy nhiên nếu em có bạn gái thì em sẽ sắp xếp một cách hoàn hảo nhất để có thể đến với bạn gái và có thể tâm sự với bạn gái hồi chút nữa đây. Rất rõ ràng, mạch lạc. Trước tiên em phải cho chị cảm nhận sau khi nghe anh hát. Em thấy anh ấy rất là vui tính,
Nói chung là em rất là thích cái kiểu người mà cũng năng nổ như Tình, thẳng thắn. Chị nghĩ quen với anh này là em cười không chứ em không có giận được đâu. Dạ. Là mình thấy là vui liền đúng không em? Dạ. Rồi bây giờ điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là nhẹ nhàng trong cái cách xử lý công việc hàng ngày, cũng là một điểm yếu của em luôn. Kiểu như thế này thì khiến cho em gọi là cảm giác bị cãi nã, dẫn đến vấn đề nó sẽ không được giải quyết một cách dứt khoát. Em cũng khá là tin người, dễ bị lừa. Có bị lừa cú nào đau chưa? Mấy cú chắc là cũng có thấy chưa. Cuộc sống mà nó như vậy đó. Thì có mình có bị lừa thì mình sẽ rút kinh nghiệm, lần sau mình sẽ tốt hơn. Em cũng là một người khá là tham công tiếc việc, với lại ở đây em chỉ ở với em gái nên là thành ra là em dành hầu hết thời gian của mình cho công việc. Nhưng mà chắc chắn là trong tương lai khi có gia đình thì em sẽ phải cân bằng cái đó. Và hùng phải... hồn giống như anh này nói lúc nãy vậy đó, đúng không? Sắp xếp. Em không biết là có thể sắp xếp được hoàn hảo như cách của anh không, nhưng mà chắc chắn là em sẽ sắp xếp tốt nhất có thể để ưu tiên cho gia đình hơn. Rồi, hai bạn cũng cùng chung một chí hướng với nhau. Thật ra mình là tuổi trẻ mà, bây giờ thời buổi là năng động nữa. Thì nữa chúng ta cũng phải làm việc tăng hết sức lực để mà cho tương lai của chúng ta sau này, cho cái mái ấm của chúng ta sau này, đúng không em? Dạ. Thế thì về tình trường sao nè, thầy giáo? Dạ thưa chị Cát Tường cũng như các bạn nữ bên kia. Thế thì tình trường... Nhớ bạn nữ bên kia tên gì không? Dạ em quên. Thấy chưa, hỏi lại đi nè thầy giáo. Em tên gì anh ơi? Dạ em tên Vân. Em tên Hải Vân. Hải Vân. Rồi dạ. Nhớ dạ. Nha, không quên nữa nha. Thưa chị Cát Tường, thưa chị, thưa bạn Hải Vân. Thì anh thì nói chung là anh đã có 3 mối tình. Thứ nhất là mối tình kéo dài có thể sâu đậm nhất, đó là mối tình đầu tiên, kéo dài đến tận 7 năm trời. Tuy nhiên thì tính cách của bạn này thì cũng giống như là khá hung dữ. Mẹ em thì không có thích một nàng dâu giống như là hung dữ cho lắm. Cuối cùng thì hai đứa cũng có níu, cũng có níu kéo, cũng có giải thích cho mẹ, nhưng mà cuối cùng phải đành phải chia tay. Thì đó cũng là sự mất mát của em. Mối tình thứ hai, tính cách của bạn nữ không phù hợp cho em, cho nên là bạn nữ đó chia tay em. Và mối tình thứ ba là mối tình gần đây đây nhất, đó là em yêu đơn phương một bạn. Nhưng mà hung dữ là hung dữ cỡ nào mà mẹ em là không chịu? Giống như là bạn đó không phải là hung dữ một cách nói bình thường luôn, nhưng mà bạn đó là giống như là nói chuyện với em mà toàn là xưng là mày mày tao. Cái kỳ vậy? Dạ. Chắc hai đứa học chung hồi xưa hay sao? Dạ không, quen nhau từ lúc mà em là thầy giáo, là giáo sư sinh, là năm thứ 3. Rồi em lên làm thầy luôn mà bạn vẫn kêu em mày tao hả? Dạ, nhưng mà bạn đó vẫn gọi em mày tao, rồi cứ sai bảo, rồi sai khiến em, rồi cuối cùng bắt em làm này làm kia, giống như là người mẹ thứ hai của em. Cho nên mẹ em không chịu. Dạ. Mẹ em chỉ có một người mẹ mà thôi. Dạ. Vậy là chuyện hôn nhân của em là mẹ em quyết định. Hôn nhân đối với em đó là do em quyết định, nhưng mà mẹ em sẽ là người tư vấn cho em. Bây giờ rủi như em tiến tới mối tình thứ tư này mà em ok hết rồi, bạn đó ok luôn mà vẫn về mẹ em không chịu. Không. Vì một cái lý do gì đó nó không hợp với mẹ em một cái gì đó thì em tính sao? Dạ không ạ. Mẹ em thật ra thì cũng rất là hiểu chuyện, rất là tâm lý, kiểu như là mất là hổn láo mất dạy lắm thì mẹ em mới chấp nhận thôi. Mà nếu mà hổn láo mất dạy em quen làm chi, đúng không thầy giáo? Dạ mà tại vì càng về sau mới lộ ra cho nên mới đầu là trong không lộ một chút xíu ra mới lộ. Dạ. Ủa vậy là hiện giờ em đang sống với mẹ hả? Dạ em sống với gia đình em ạ. Hiện tại là có ba, có mẹ và có em trai của em. Ba làm gì, mẹ làm gì? Dạ thưa chị Cát Tường và bạn Hải Phân, thì ba em là làm trưởng khoa dược của Đại học Y Dược đúng không? Dạ. Quá dữ mẹ. Dạ mẹ em là phó phòng giáo dục đào tạo quận 4. Trời ơi. Dạ. Gia đình có điều kiện quá vậy? Dạ. Cái này giàu có à nha, này dám đại gia lắm à nha. Dạ. Trời ơi, ghê quá ghê quá. Rồi bây giờ thí dụ lấy vợ rồi có làm là vợ có làm dâu không? Dạ thưa chị cũng như là bạn bên kia, bạn Hải Vân, thì đối với em chuyện hôn nhân nếu tiến được với nhau do hai người chồng cùng bàn bạc quyết định, đối với gia đình em thì cũng không khó cho lắm. Nếu gia đình bạn Hải Vân mà chấp nhận là cho em được ở rể thì em vẫn chấp nhận. Không thì hai đứa có thể làm gia đình riêng, hoặc là nếu như bạn vẫn muốn về gia đình để có thể chăm sóc gia đình hai bên thì vẫn có thể chấp nhận được. Rồi nếu ra riêng rồi có tích lũy, có nhà cửa đã có chưa? Dạ thưa chị, thì em cũng nói thật là bây giờ á, em ngoài công việc là thầy giáo, thêm một cái căn hộ cho thuê, cũng như là em là thành viên của cổ đông của hội đồng của công ty dược ở Sài Gòn của ba em. Em cũng có thêm kinh doanh một số mặt ngành khác. Thì em thì một tháng em là khoảng 16-20 triệu, em chủ động là em đã mua được một căn nhà. Cái nhà đó là tiền riêng của em mua đó chứ rồi. Không phải là ba mẹ cho. Phải không? Hay quá, thầy giáo thật là chủ động trong công việc. Mời em gái giới thiệu về tình duyên của mình. Em cũng trải qua 3 mối tình. Mối tình đầu tiên là hồi em đi học đại học, là cũng kéo dài 4 năm. Mối tình thứ hai cũng 4 năm. Số 4 có vẻ hợp với em quá vậy. Còn mối tình thứ 3 thì thực ra cũng chỉ mới quen được
một thời gian ngắn thôi. Thì thông qua cái mối tình đó em cũng mong muốn tìm một người bạn trai của em bù lại những cái gì đã qua. Rồi thế bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em mong muốn tìm một người bạn trai cao hơn em là được rồi. Người đó phải giàu có về mặt tình cảm, giàu về sức khỏe và giàu về ý chí. Giàu có về tình cảm thì là chị nghĩ là anh này có. Giàu có mà về sức khỏe thì trời ơi, ta ba mẹ người ta làm trong ngành y không à, là quá khỏe rồi. Nhiều khi anh này còn giàu có về kinh tế nữa đó. Cái đó là một cái vấn đề cũng rất là quan trọng. Đôi lúc nhiều khi có những cái nó chưa được, nhưng mà tiền nó được thì thôi kệ, nó cũng du di nó qua hết em. Ví dụ giờ yêu nhau nè, muốn đi này chị nói nghiêm túc, ai chửi tôi chịu. Bây giờ mình muốn đi chơi để tìm hiểu nè, muốn đi du lịch nè, nói vậy đó mà giờ không có tiền lấy đâu đi, đúng không? Cơm lo ngày ba bữa chưa xong thì làm sao có cái thời gian để mà lãng mạn, để mà thư giãn, để mà tập trung, để tìm hiểu được. Yêu cầu của em sao, bạn gái như thế nào? Ngoại hình thì cũng chỉ cần dễ nhìn thôi, không cần quá xinh đẹp. Bởi vì nhan sắc thì của người phụ nữ thì chỉ có trong thời thanh xuân. Thứ hai đó là một người phụ nữ thật hiền diệu và biết quan tâm gia đình hai bên, như vậy là đủ rồi. Rồi, ok. Bây giờ có hình ảnh nha, rồi tôi coi coi. Rồi, em tìm xe thử coi. Trời ơi, sao mà đông quá vậy? Có vẻ lắm, hai cô chọn một. Nào, suy nghĩ cho kỹ nha. Theo cảm nhận của trái tim, suy nghĩ cho kỹ. Anh nào, suy nghĩ kỹ đi. Chắc là anh này. Tại sao em chọn anh đó? Hai anh này thì đầu tiên là em nghe cái giọng anh ấy nói rất là to, nên là cảm giác cái người nó cũng to để nói được cái giọng như thế. Rồi, hợp lý. Bên dạ. Đây. Đây ạ. Rồi, tại sao em chọn cô đó? Bởi vì trong hai tấm hình này thấy đều giống nhau hết. Dạ. Chắc chắn rồi ha. Rồi, mối lương duyên này tôi thấy là được 50% rồi đó. Xin mời hai bạn nhìn về phía cửa trái tim. Tôi sẽ mở cửa trái tim này ra để xem cảm nhận ngày hôm nay của hai bạn có chính xác hay không nhé. Em chào anh. Đúng không em? Dạ, chắc đúng. Chắc rồi chứ không. Đây đúng không? Ừ, đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Cũng may mắn là em chọn đúng á, chứ nãy chị tưởng em chỉ sai rồi đó chứ. Rồi, cảm ơn hai bạn đã có một cái phần lựa chọn rất là thần giao cách cảm ha. Hai bạn đều đã chọn đúng đối tượng. Em có món quà này tặng cho bạn nữ trước ạ. Mình đã có ghi đầy đủ một bức thư trong cái cuốn sách của Lincoln. Mời bạn đọc cho tất cả một chương trình cùng nghe. Trời, có thư luôn. Vật chất ha, tinh thần ha, khó thơ luôn. Trời ơi, thôi dài quá vậy, trời ơi, thôi dài quá vậy. Đọc đi. Dạ, em xin phép đọc ạ. Chào em, người con gái tôi thương. Đã bao nhiêu đêm anh háo hức chờ đợi ngóng trông, xen lẫn hồi hộp lo lắng khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Và người ta nói tình yêu và hôn nhân là kết quả của duyên và nợ. Chữ duyên là do ông trời sắp đặt, và hôm nay anh và em gặp nhau để tìm hiểu. Còn chữ nợ là có thành, là do sự vun đắp tình cảm hàng ngày giữa anh và em. Có câu duyên do trời định, phận do người tạo, hạnh phúc do chính mình nắm bắt, chính là như vậy. Cũng có người nói không ai trên đời là có thể hợp nhau một cách hoàn toàn, chỉ có thương nhau khiến chúng ta thay đổi mỗi ngày. Những điểm chưa hài lòng về anh mong em sẽ chỉ ra và giúp anh phù hợp hơn với em, và ngược lại. Tất cả vì nhau mà thay đổi, vì nhau mà cố gắng. Anh sẽ thay đổi tất cả vì em. Anh, phần còn lại em có thể đọc riêng được không ạ? Bạn cứ đọc hết từ gì cơ? Em chứ bạn. Ôi, không, em cứ đọc hết. Điều tất cả mong chờ của người tham gia chương trình đó là việc ấn nút để hẹn hò, ấn nút để tìm hiểu. Điều đó đồng nghĩa và chịu trách nhiệm với cái nút định mệnh đó. Liệu hai trái tim của hai người có thuộc về nhau? Thôi được rồi em, chị nghĩ cái này em giữ đọc riêng thì được rồi đó. Trời ơi, may mà cô ấy đọc lưu lắm, em sinh hoạt đoàn luôn đúng không? Dạ. Cô trời ơi, cô đọc thơ mà cô toát mồ hôi hột luôn kìa. Tặng hoa cho người ta, cho ta đỡ rồi, để ta mệt lắm rồi nè. Xin tặng em bó hoa như lời hành động đầu tiên dành của một người con trai rất nghiêm túc trong tình cảm. Dạ, cảm ơn anh. Nãy giờ trấn áp bạn nữ hoa thử đổ mồ hôi rồi. Cái thơ đó là anh viết cho em. Chị biết chắc chắn cái này là lời lẽ của ảnh, tại ảnh là thầy giáo chứ không phải là anh copy ở đâu cả. Dạ. Cho nên những cái lời chân thành này mình đọc bao nhiêu đó là mình khán giả đủ hiểu rồi. Không, thật ra em cũng cảm nhận được một chút. Đó, rồi bây giờ em hãy phát biểu cảm nghĩ khi mà cánh cửa trái tim này mở ra. Đầu tiên là em chọn đúng rồi, là em nghĩ là cũng có một cái gì đó. Dạ, cũng có một cái duyên. Thông qua từ lúc đầu đến lúc mà mở màn hình ra thì em thấy anh là người rất là chân thành, trọng tình cảm. Đó là cái yếu tố mà em cũng rất mong muốn tìm ở cái bạn của mình.
và thông qua cái bức thư của anh ấy nữa, anh sẽ quan tâm từ những cái điều nhỏ nhất là rất là ok rồi. Thế còn em, khi cánh cửa trái tim này mở ra, cái cảm xúc đầu tiên của em là gì? Thì đối với em thì bạn nữ rất là xinh xắn, rất là dễ thương. Dạ. Với cặp đôi này thì tôi nghĩ tôi ngồi đây nó bị dư thừa rồi quý vị. Nào cũng rất là lanh và rất là chủ động trong công việc cũng như trong suy nghĩ và cái hành động của mình. Bây giờ xin mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn, ăn bánh, uống nước rồi cùng trò chuyện với nhau ha. Chị Tường sẽ ra ngoài, đâu cần chị Tường ngồi đây nữa. Rồi bây giờ chị Tường mời hai bạn ha, vừa ăn bánh vừa uống nước vừa trò chuyện với nhau. Rồi ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Người ta thường hay nói phụ nữ thì nên chủ động, đặc biệt là cái gì á thì phụ nữ cũng là trên hết. Mời bạn đặt câu hỏi. Mời em đặt câu hỏi. Anh thấy thì sao? Giống như lúc nãy anh từng nói. Dạ. Em là một cô gái rất xinh xắn. Em ngoài cái sự xinh xắn trong cái ngoại hình thì anh còn nhận thấy đó là em còn có một sự đó là hiền dịu. Theo cách chia sẻ, cách tâm sự của em đối với chương trình cũng như đối với anh lúc nãy, yeah, thì anh hy vọng anh đã chọn đúng đối tượng, rất giàu tình cảm đối với anh. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng thấy anh rất là giàu tình cảm, rất là về tiêu chí mà em đặt ra trong đầu em á, anh phù hợp hết. Giàu tình cảm, thẳng thắn và rất biết quan tâm đến người khác. Anh nói công việc của anh là khá là bận đúng không ạ? Mình chỉ bận khi mình chưa có người yêu. Khi mình có người yêu rồi thì mình sẽ sắp xếp mọi công việc để mình có thể đến bên cạnh người mình yêu một cách nhanh nhất. Dạ. Mời em. Dạ. Em hiện nay là em làm ở văn phòng ở công ty nào? Dạ, em đang làm ở ngân hàng Techcombank ạ. Anh rất thích những mà em làm bộ phận nào? Dạ em làm bên hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp. Đối với anh á? Dạ. Nếu như một người bạn gái cũng như là một người yêu sau này hoặc là tiến tới là người vợ, dạ, mà thường họ làm ở ngân hàng thì điều đó chứng tỏ là cô ấy rất tính toán. Ở đây không phải tính toán trong cái việc đó là chi tiêu, mà tính toán ở đây đó là việc sử dụng tiền một cách hợp lý. Dạ. Và đó cũng là một những yếu tố mà có thể là phụ nữ của gia đình cũng cần phải nên học tập để mà cũng như là có thể khi mà hai chồng sau này tiến tới với nhau thì cái vấn đề như là anh sử dụng tiền như thế nào về các khoản vân vân thì sẽ có một người vợ hỗ trợ cho anh để mà có thể tiêu tiền một cách tiết kiệm hợp lý nhất. Tại vì công việc của em thì cũng khá bận, nhưng mà khi mà em quá bận như vậy á thì anh có thể thông cảm. Không sao, công việc của anh cũng thứ nhất là cũng bận, mình có rất nhiều cách để mình có thể hò hẹn chứ đâu phải là chỉ duy cách duy nhất là phải trực tiếp gặp nhau ở đây. Dạ. Sau chương trình này mình có thể là mình sẽ chủ động cho nhau một cái Zalo hoặc là một cái số điện thoại hoặc là một cái Facebook nếu được. Và anh biết ở đây biết một chi tiết nữa, đó là ngành ngân hàng thường cái này đối với anh thôi nha, thì anh biết một chi tiết nữa là hình như là 4-5 giờ chiều đã tan sở. Và gia đình anh rất là dễ đi chơi, coi như là cũng không có nề hà giờ giấc, cho nên là bạn em cứ yên tâm. Nhưng mà em 4-5 giờ em vẫn chưa xong việc á, em làm đến 8-9 giờ. Ok, mình có thể hò hẹn nhau đến 10-11 giờ cũng được. Dạ thì nói vậy thôi chứ chắc chắn là mình sẽ phải sắp xếp để sớm hơn chứ không thể để trễ như thế. Không nói chuyện yêu đương đi, nói chuyện công việc không hả? Dạ. Rồi bây giờ mời hai bạn chơi một cái trò chơi nhỏ của chương trình nha. Mỗi bạn sẽ bóc một cái lá thăm và đọc lớn lên yêu cầu của chương trình ở trong này rồi chúng ta sẽ thực hiện theo. Rồi bạn gái đọc trước đi nè. Bạn trai hãy thể hiện một hành động lãng mạn mà bạn gái yêu cầu. Rồi em đọc thử của em coi nè. Khi gặp một đối tượng khác phái, bạn chú ý điểm gì ở ngoại hình người ấy đầu tiên? Bây giờ bạn gái yêu cầu bạn trai làm cái gì nè? Em muốn yêu cầu anh ấy làm cái gì? Một hành động lãng mạn hả chị? Ừ. Hay nếu em cho phép thì anh sẽ chủ động làm chuyện đó giùm em. Dạ. Em cho phép anh mượn đôi bàn tay của em. Em đứng lên giùm anh. Em hãy nắm chặt đôi bàn tay của anh. Anh có thể sẽ không được gì ngoại hình trong mắt em, nhưng anh nói thật với em rằng tình cảm của anh dành cho em là những cảm xúc chân thành nhất. Hãy trao cho nhau cơ hội để yêu thương. Hãy trao cho nhau cơ hội để hò hẹn. Anh nguyện anh sẽ nắm giữ đôi bàn tay của em đến suốt cả cuộc đời em nhé. Rồi, tụt lẹo quá vậy, xong còn phải để cho người ta cảm nhận không? Buông tay ta cái rập con đi vậy ông? Trời ơi, thiệt tình á. Rồi, được rồi, buông nhẹ nhẹ thôi rồi dạ. Đi về, cảm ơn em, cái gì đâu cảm mà em.
tự nhiên buông tay ta cái rụp à, người ta chưa gì ngồi xuống nữa, ông đi mất tiêu rồi. Giờ tới phiên em. Đối với em, chú ý ở ngoại hình của người ấy đầu tiên đó là khuôn mặt. Cô ấy có một đôi mắt rất sáng, đôi là một đôi môi rất tươi như là những trái mọng chín trên cành. Cô ấy có một cặp lông mày rất đẹp. Chính ba yếu tố đó đã tạo ra sự hài hòa trên khuôn mặt của người đẹp. Và anh hy vọng em sẽ là người đẹp nhất của Long Anh. Rồi, em cảm nhận như thế nào về cái sự tỏ tình của anh lúc nãy? À, em cảm thấy là anh rất là thật tình. Từ đầu đến giờ, anh ấy cũng là người khiến cho đối phương cảm thấy rất là dễ vui. Nói chuyện rất là khiến cho mình cảm thấy thoải mái chứ không có bị áp lực lắm. Nói chung là em cảm thấy rất là vui khi mà nói chuyện với anh đó. Rồi, may quá, chị chỉ sợ em bị choáng thôi. Thật sự là anh rất chân thành, dạ, nhưng mà rất là mạnh mẽ, rất là tự tin. May mà em cũng là một người rất là năng động, đã trưởng thành, có trải nghiệm. Rồi một câu hỏi nữa dành cuối cùng nè, dành cho em nè. Thế em nghĩ, thật lòng nha, thật lòng nha, em nghĩ bạn gái này vừa ý của mẹ em không? Nếu như em có dịp được về nhà anh thì chắc chắn mẹ anh sẽ gật đầu đồng ý. Thế bây giờ nè, thầy giáo nè, nãy giờ văn chương rất là lai láng, em có thể xuất khẩu vài câu thơ. Thứ nhất là anh hy vọng em sẽ nhìn thẳng mặt anh. Em đang nhìn. Rồi, nhìn thẳng để có cảm xúc làm thơ. Em có hiểu hiểu chăng, trên trái đất này khoảng cách nào là xa nhất? Đối với anh, các khoảng cách chỉ là những con số. Những lời anh viết trong thư đó là chính tấm lòng của anh. Và anh, và hơn hết không phải bằng những lời nói mà chính là hành động của anh đây. Anh sẽ là người đàn ông lý tưởng nhất vì em mà thay đổi để phù hợp với em hằng ngày. Vậy vì sao em không chọn một lần nữa, em bấm nút hẹn hò để mà yêu anh? Wow, hay quá. Mời hai bạn nhắm mắt lại và đặt tay vào. Một, hai, ba. Hết thời gian. Thở ra quá em. Trời, tưởng cô không bấm hả em? Nếu mà cô không bấm thì em nghĩ sao? Em vẫn chấp nhận để mà giống như là sẽ có cơ hội ở bên ngoài để có thể gặp gỡ và tiếp xúc nhiều hơn. À, có nghĩa là vẫn không bỏ cuộc. Dù dạ, cô không bấm ra ngoài, em vẫn đeo đuổi cổ. Dạ, hay quá, một thằng chàng trai rất bản lĩnh. Trước tiên là nắm tay nhau đi hai bạn. Đây là những món quà của chương trình gửi tặng cho bạn ha. Vé xem phim tại rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Đến xem phim và tìm hiểu nhau. Một món quà. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Một nụ hôn dành tặng cho nhau. Anh xin được mạn phép lấy bờ môi của anh đặt lên bờ má hồng của em. Trời ơi. Rồi, chúc mừng hai em. Dạ. Chúc mừng quý vị, hôm nay chúng ta đã có một buổi trò chuyện ha, để xem các xem với cặp đôi này. Những ai mà còn đang một mình hãy mạnh dạn đăng ký với chương trình.